À, đây là có cái con gà mà anh Hải anh đã chọn ở trong cái cuộc đấu giá vừa rồi. Thì con này là con gà keo sồ, nó khoảng 3,3 kg. Thì bây giờ xin phải bỏ nó ra cái chuồng rộng hơn này, tại vì sợ thú nó cắn. Thì để quay cho anh Hải với anh em đã thấy hình dáng và cái tướng tá mặt mày của nó. Con này thì tướng tá thì rất là tốt, tướng medium high station. Mặt mày thì lanh lẹ, thì mấy em có thấy cái clip sổ rồi thì có thấy nó đá cũng cũng khá nhanh. Thì hiện tại thì bây giờ nó hình dáng như thế này, để mình quay gần lại tí. Đâu, máy này quay gần được. Thì ok, quay một đoạn phim ngắn.